Không dậy thì thôi, tôi đòi lại xe đây. À, không được, chị bảo cái xe này không dùng tới, cho em mượn mà. Bây giờ tự nhiên đòi là sao? Dạ. Cho em mượn rồi mà. Làm sao thế hả? Hôm nay là ngày tận thế hay sao mà hai chị em lại cãi nhau? Anh xem đi, tự nhiên hôm nay bảo cô này giở cái tính quái đản, đòi tập đi xe đạp. Không cho thì thôi, chả thèm. Hôm nay chị la mình làm sao ấy? Mình đúng rồi lắm. Không cho mình đi thì thôi, ngày mai bố mình về nhá, bố mình sẽ cho mình đi tập xe đạp, để cái lũ bạn kia không phải chê cười mình nữa, bảo mình lớn tướng rồi mà không biết đi xe đạp. Lũ xấu tính. Anh thấy dạo này chị Lan có lạ lắm không? Tính tình thì như bảo cô đồng bóng, sáng nắng chiều mưa, thật là không chịu nổi. Anh chào anh ạ. Tôi đến tìm cô Lan. Chị Lan đang làm bánh ở trong nhà anh ạ. Anh ngồi ăn bánh ạ. Anh vào đi. Mời ngồi, mời ngồi, xin mời ngồi. Hôm nay quán giảm giá 50% tất cả các loại bánh, thậm chí là cho không luôn. Em ngon chưa? Đây rồi. Này, anh ăn đi. Chị Lan, chị làm cái gì đấy? Anh thông cảm ạ, anh muốn mua loại bánh nào ạ? Lan, em ổn chứ? Kiều Lan, hay là em là Nhân? Anh Quân, đưa chị Lan vào trong giúp em. Này, không, không cho tập xe đạp thì còn lâu tôi mới đi đâu nhá. Anh thông cảm ạ, anh muốn mua loại bánh nào ạ? Không, tôi đến tìm Lan. À, tôi tìm cô này này. Tìm tôi á? Ừ. Có việc gì? À, cách nhau à? Quen chứ. Em không nhớ là hôm nay chúng ta có hẹn à? Hẹn á? À, đúng rồi, hôm nay bọn chị có hẹn. Cô nhớ ra như thế là tốt rồi đấy. Ừ, có hẹn đi tập xe đạp. Đi. Sao lại hẹn tập xe? Tôi không cần hai người nữa nhá. Hai người ở nhà ấy, muốn làm cái gì làm. Người ta đi tập xe đạp đây. Bye bye. Mày, cô nhầm à? Lan. Này, anh có quen cái anh chàng vừa nãy không? Em cũng thế. Nhưng mà hình như là anh ta biết chị Lan đấy. Nếu không thì... Nếu mà chị ấy mà không biết anh ta. Bỏ tay ra đâu đấy? Yên tâm, anh không bỏ đâu. Đạp nó kia. Đạp vòng tròn. Đạp vòng tròn như nào? Nhìn thẳng ở trước. Đạp đi. Yên tâm, anh không bỏ đâu. Đạp đi, đạp vòng tròn. Đạp vòng tròn. Anh đừng có bỏ tay ra đấy. Cứ như thế nhá. Em đạp đi, đạp vòng tròn cơ mà. Đạp đi. Anh đừng bỏ tay đấy. Em có làm sao không? Em không biết đâu, sao anh lại bỏ tay ra? Thôi anh xin lỗi, đã. Đi dậy nào. Không biết là họ có nhìn thấy mình không? À! Kiến đó. Khẽ cái mồm thôi chứ, nhỡ họ phát hiện ra thì làm nào. À thôi, anh nghĩ cứ đàng hoàng phải ra đấy, cứ phải lén la lén lút gì cho khổ sở. Ấy, sao lại đánh anh? Bây giờ mình xuất đầu lộ diện á, chắc chắn không thể hiện tình cảm như thế kia đâu. Ừ.
Hôm nay mình đi tập xe đạp đấy. Tại bố ấy, hẹn bao nhiêu lần chả đưa em đi gì cả. Bố em á? Bố em đi công tác rồi, mãi chả thấy về. Thế em là... Quên mất, em là Thư. Sorry vì lúc nãy em nói dối anh. Mà sao anh biết em nói dối mà anh vẫn đi cùng em? Thư này, em không nhớ anh thật à? Anh tên là Thái. Thái à? Em bảo này, thỉnh thoảng qua chơi với em nhá. Hai người kia ấy, họ chả thích em thì sao ấy. Sao lại không thích em? Em biết, nghĩ làm gì trong mệt. Úi trời ơi, lại còn chụp hình selfie nữa. Bắt lắm, ngồi xuống, ngồi xuống. Thôi, làm gì? Áo. Nào được đi chơi này mày sướng không? Wow. Của em này. Cái thằng cha bác sĩ tâm lý này, không biết lại đang giở trò gì. Ui, chàng mua kem cho nàng kìa, thích thế, đúng là soái ca mà. Ê, ê, anh kia. Để đâu đấy à? À, hơi chết, em tưởng ở đây có thùng rác. Thùng rác cái gì? Nhìn bọn tôi như này mà thùng rác à? Ai bảo anh chị đút trong bụi làm gì? Lấm la lấm lép như quân trộm cắp ấy. Mày bảo ăn trộm. Thư này. Bây giờ Thư kể chuyện của Thư đi. Chuyện của em á? Em đơn giản lắm. Thôi đừng giận nữa. Anh mà tóm được thằng hồi nãy, anh đấm cho nó rơi hai cái hàm. Là cái em ấy, người gì đâu mà nặng như heo. Bắt người ta cõng lâu ấy là lâu. Anh nói hay quá nhở. Anh ấy, đàn ông đàn an gì mà so đo từng tí một. Nhìn cái anh đẹp trai kia mà học tập đi. Sao anh phải học tập? Mà anh ta là ai? Cả chị Lan ấy, tự dưng lại cưa sừng làm nghe, nhõng nhai nhõng nhẽo. Này, bây giờ ấy, em có hai giả thiết. Sao? Thứ nhất ý, chị Lan đang diễn kịch. Vớ vẩn. Thứ hai ý. Em làm sao đấy? Em nói ra anh không được giận em nhá. Thì cứ nói đi. Thứ hai ý, là chị Lan có vấn đề dấu hiệu của một người bị tâm thần. Có mà em bị tâm thần ấy. Chị Lan làm sao mà như thế được? Không thể nào.
Giá như có cô con gái như thế này có phải thích biết mấy. Thì bác cứ coi cháu như con cái trong nhà đi. Cháu cũng coi bác như cha mẹ mình mà. Ngày xưa hai đứa đừng có trái tính chay nết, ngang ngạnh. Thì biết đâu bây giờ cháu lại là con dâu nhà này rồi. Tính anh Minh vẫn cố chấp lắm bác ạ. Cứ mỗi khi nhắc đến chuyện cũ là anh ấy lại không vui. Chuyện ngày xưa cũng là lỗi tại cháu nên mọi chuyện chẳng thành. Nhưng mà bây giờ anh ấy đã có người yêu, lại sắp sửa cưới xin đến nơi rồi. Cưới xin gì đâu, là nó nói thế đấy. À, mà bạn gái nó, cái con bé tên là gì ấy nhỉ? Cô ấy tên là Lan bác ạ. Mà bác không yên tâm, con bé đấy nó cái cách hành xử kỳ lạ ghê lắm cơ. Mà thằng Minh chả đã động gì đến nhà cửa bố mẹ gì cả. Cháu thấy cô ấy cũng xinh xắn hiền lành, chỉ mỗi tội lần đầu tiên gặp thì hơi khó chịu một tí. Bác thấy đấy, cái thời buổi bây giờ khó mà nhìn mặt bắt hình dong lắm bác ạ. Chứ còn gì nữa. Mà không biết là con bé đấy yêu thằng Minh có thật lòng hay không, hay là chỉ vì cái túi tiền của nó thôi. Yêu thì bác không cấm, nhưng mà đã lấy thì bác phải lựa chọn thật kỹ. Bác nói đúng đấy ạ. Thời buổi bây giờ con gái thực dụng lắm, chả biết thế nào mà lần. Thế nên là bác muốn nhờ cháu hỏi dò xem hoàn cảnh con bé đấy như thế nào. Chứ thằng Minh nó giấu tiệt đi như thế chắc chắn là có vấn đề rồi. Bác nói vậy là phải đấy ạ. Bác lại nhờ cháu thế này phiền quá. Có gì phiền đâu bác. Nếu giúp được bác thì cháu sẽ giúp hết lòng. Cháu coi anh Minh như người trong nhà ấy mà. Mời vào. Chào anh. Mời anh. Mời anh ngồi. Có việc gì gấp mà giờ này anh còn đến đây? Tôi phải đến giờ này thì mới gặp được anh chứ. Ban ngày anh còn bận tiếp bệnh nhân, đâu có thời gian dành cho tôi. Bác sĩ tốt thì tôi gặp cũng nhiều, nhưng mà nhiệt tình quá mức như anh ấy thì kể ra cũng hiếm. Này, anh muốn ám chỉ điều gì? Tôi không có ám chỉ điều gì. Bây giờ tôi mới biết bác sĩ tâm lý lại còn dành thời gian đi chơi riêng với bệnh nhân của mình nữa. À, hóa ra là chuyện đó. Tôi rất hy vọng anh tìm ra cách chữa trị bệnh cho Lan, nhưng mà tôi không muốn anh tiếp cận với Lan quá mức như vậy. Có thể anh chưa biết, Lan mới xuất hiện thêm một nhân cách mới. Một nhân cách mới? Đúng. Tôi nói cho anh biết, nếu thật sự muốn chữa bệnh cho cô ấy thì anh còn phải gặp tôi nhiều đấy. Anh đừng có lợi dụng bệnh của Lan để mà bao biện cho mình. Tôi không việc gì phải bao biện cả. Và nếu anh không giữ được bình tĩnh và tiếp tục xúc phạm đến nghề nghiệp của tôi, mời anh ra khỏi đây. Thay vì anh đến tìm tôi để gây sự, thì thời gian đấy anh nên quan tâm đến cô ấy nhiều hơn. Tôi chưa bao giờ không quan tâm đến cô ấy cả. Nhưng tôi hy vọng anh đừng lợi dụng vai trò bác sĩ của mình để tiếp cận người yêu tôi. Lan là của riêng tôi, anh nhớ đấy. Anh yên tâm, chúng tôi có nguyên tắc và đạo đức nghề nghiệp của mình. Được, anh nói như vậy thì tôi yên tâm rồi. Nhưng nếu tôi mà còn thấy anh gặp Lan quá vai trò bác sĩ và bệnh nhân một lần nữa, thì lúc đấy tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Chào anh. Em dẫn anh đi à? Anh đi về đi, em bận rồi. Nào, nghe anh giải thích đã. Chuyện hôm trước em nhìn thấy chỉ là hiểu lầm mà thôi. Em nhìn thấy cô ấy ở nhà anh, rồi đến tận công ty anh. Hai người giữa ban ngày ban mặt tình tứ với nhau mà gọi là hiểu lầm à? Em hãy tin anh, anh và cô ta vốn đã không còn một chút tình cảm nào. Nếu không còn tình cảm với nhau, tại sao cô ta lại ăn mặc khiêu gợi như thế trước mặt anh? Nhưng mà ít ra là từ phía anh,
Anh xin cam đoan là anh không còn một chút tình cảm nào với cô ta hết. Anh không còn tình cảm, tại sao lại cho cô ấy cơ hội đấy? Lan, nghe anh giải thích đã. Tất cả là tại mẹ anh. Em nghe anh giải thích đã chứ. Tại vì hôm đó mẹ anh nhờ cô ấy mang đồ ăn đến cho anh. Sau đó vì một chút sự cố mà đồ ăn rơi ra váy của cô ấy. Rồi cô ấy lấy áo của anh mặc để đi giặt váy. Tất cả chỉ có như vậy thôi. Chỉ có trẻ con mới tin chuyện đấy. Bây giờ em không tin anh nữa đúng không? Nên em mới đi gặp cái tên bác sĩ chết tiệt đấy. Anh lại còn ghen ngược nữa à? Không phải ghen ngược. Nhưng mà em nghĩ mà xem. Làm sao mà anh chịu được? Mỗi khi thấy em đi cạnh hắn ta, rồi còn chụp ảnh thân mật với hắn ta, đăng lên Facebook nữa. Nếu là em có chịu được không? Chuyện đấy thực sự là nằm ngoài tầm kiểm soát của em. Anh nghĩ là phải có một cách nào để em nhanh hết bệnh mới được. Thì em cũng đang cố gắng để thoát khỏi tình trạng này đây. Thôi nào, coi như hai đứa mình làm hòa nhé. Anh xin hứa, từ nay trở đi anh cũng giữ khoảng cách với Vân. Lòng tin của em dành cho anh suốt 2 năm qua, em xin anh đừng để mất. Còn về anh Thái, anh có tin em không? Tin chứ, dĩ nhiên là anh tin em. Anh chỉ không có tin cái tên bác sĩ kia thôi. Anh ấy đơn thuần là một bác sĩ, và em sẽ còn phải gặp anh ấy rất nhiều. Bởi vì em không muốn mình cứ phân thân mãi như bây giờ. Được rồi, được rồi. Anh biết rồi, anh sẽ cố gắng kiềm chế. Ok Vân, hôm nay em có hẹn với Minh à? Dạ em không có hẹn trước. Em đến vì có chút công việc làm ăn muốn bàn bạc thôi ạ. Ồ, tiếc quá nhỉ. Nhưng Minh đi vắng rồi em à. Không sao, em có thể vào chờ anh ấy được mà. Nhưng việc này... Anh Tùng coi em là người lạ à? Ấy chết, ai lại dám nghĩ thế. Nhưng em biết rồi đấy, Minh là người rất khó tính. Thôi được rồi, thế để em gọi cho anh ấy vậy. Thôi, em cứ vào đi. Em cảm ơn anh nhé. Chuyện gì mà em đến tận đây kiếm anh vậy? Sao anh cứ đẩy em ra xa thế nhở? Thì nếu em nói em nhớ anh, em muốn gặp anh thì có được không? Em đừng đùa ra như vậy nữa chứ. Em biết là anh đã có người yêu rồi mà. Anh cũng sắp làm đám cưới nữa. Hơn nữa, anh cũng không muốn người yêu của anh sẽ hiểu lầm. Thôi em xin lỗi, em không đùa dai với anh nữa. Chỉ là cái tính của em nó cứ yếu đuối và đa cảm như thế thôi. Vân à, chuyện của chúng mình đã là quá khứ. Và anh cũng không muốn vì anh mà ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của em. Xem kìa, anh có vẻ lo lắng nhỉ?
Thôi rồi, em không đùa với anh nữa. Thật ra em đến đây là vì có việc làm ăn muốn hợp tác với anh. Hợp tác? Ừ. Em muốn làm ăn hợp tác nghiêm túc đấy. Không anh lại nghĩ suốt ngày muốn lẹo đẽo theo anh. Em muốn hợp tác chuyện gì? Chả là em muốn mở rộng thêm chi nhánh về phía Nam. Đặc biệt là em muốn liên kết với một số bệnh viện tư nhân lớn về việc theo dõi sức khỏe trực tuyến. Mà cái này có lẽ hơi khó trong việc thiết lập hệ thống phần mềm. Em cũng có hứng thú với chuyện này à? Đương nhiên rồi, kinh doanh mà. Cái gì có thể kiếm ra tiền thì mình làm thôi. Được đấy. Thực ra thì bên công ty anh cũng đang nghiên cứu về mảng này. Em có thể nói cụ thể hơn không? Nhà em đây rồi anh ạ. Em nhớ nhá, khi gặp những chuyện như thế này, có thể em rất khó chịu, nhưng mọi chuyện qua rồi, tất cả chỉ là quá khứ. Nhớ chưa? Những thứ ở đây dễ khiến em cảm thấy buồn. Nên học hết lớp 12, em đã xin nghỉ học và đi làm luôn để không phải ở đây nữa. Thế mẹ em không phản đối khi em nghỉ học à? Có chứ. Bà phản đối ghê lắm. Nhưng mà em cương quyết nên bà lại thôi. Anh vào đi. Căn phòng này là... là phòng em. Kìa Lan. Lan. Tất cả chỉ là quá khứ thôi. Dù ở trong phòng này có xảy ra chuyện gì thì mọi chuyện cũng qua rồi. Bây giờ em không phải sợ gì nữa. Lan, em đừng như thế. Bây giờ em phải đấu tranh. Em phải tự làm chủ mình. Lan, bình tĩnh. Lan, bình tĩnh đi em. Em phải tự làm chủ mình. Em đừng như thế. Cố gắng lên. Cố gắng lên. Kìa, Lan, cố lên. Lan về đây hả con? Cháu chào bác. Mẹ vẫn còn tụng kinh niệm Phật đấy à? Ừ. Nó giúp mẹ thanh thản mỗi ngày. Hai đứa ra uống nước đi đã. Cháu uống nước đi. Cháu xin ạ. Không phải nước nôi. Bọn con đi luôn bây giờ. Ừ, cái con này. Bao nhiêu lâu mới về nhà được một lần mà không ở lại thêm được một lúc à? Dạ, thưa bác. Thật ra là chúng cháu đi có việc gần đây nên ghé qua nhà một chút thôi ạ. Anh giải thích làm gì? Bà ấy không quan tâm đâu. Sao con lại ăn nói như thế? Con nói sai à? Chẳng phải mẹ suốt ngày chỉ muốn chúng con không được dựa dẫm, phải đi trên đôi chân của mình. Chẳng phải chính mẹ là người muốn đuổi con ra khỏi nhà sao? Sao con lại giận dữ với mẹ như thế? Con luôn giận dữ như thế đấy. Nếu không phải vì mẹ suốt ngày tụng với niệm, phải vì mẹ nhu nhược, thì con đâu phải sống khổ sở như thế. Lan, bình tĩnh đi em. Không phải ở đây. Bình tĩnh đi. Ở đây thêm một lúc nữa tôi phát điên mất. Về. Cháu xin phép ạ. Lan. Lần sau anh đừng có đưa tôi về cái nhà này nữa. Tôi không muốn về đây một chút nào. Em phải học cách đối diện và chấp nhận với quá khứ. Mà rút cuộc trong căn phòng đấy xảy ra chuyện gì? Chẳng có chuyện gì cả.
Em nói cho anh biết, mỗi lần được quay trở về thân xác này đối với em đều rất khó khăn. Em rất cần thời gian, anh hiểu không? Em cần thời gian để làm gì? Trả thù. Đấy là chuyện riêng của em. Còn chuyện của chúng mình, em sẽ đưa anh đến một nơi khác. Chỗ này chỉ gặp anh một lần mà làm em nhớ mãi. Một lần á? Anh chào em này. Ăn đi, thôi anh vào học đây nhá. Đúng là anh đã từng học ở đây, nhưng chuyện ngày xưa anh không nhớ nhiều. Có lẽ vì em là một trong số quá nhiều những người anh đã từng giúp đỡ. Chỉ có những kẻ luôn khao khát tình cảm như em mới có ấn tượng sâu nặng đến thế. Từ giây phút đó, em đã quyết định sẽ tìm một người đàn ông tốt như anh để yêu. Yêu á? Không thể nào, em đang đùa anh đấy à? Trông em giống đang đùa lắm à? Mà thôi, để anh đưa em về nhé. Anh nghĩ hôm nay đi như thế là đủ rồi. Còn chuyện quá khứ thì cứ dần dần nhớ lại. Chỉ có em mới có thể đối đầu với tất cả những chuyện này. Còn cô ta, một đứa con gái yếu đuối, luôn luôn chạy trốn. Và cô ta cũng sẽ mãi chạy trốn mà thôi. Tốt, lên xe đi em. Này anh, tôi đã cảnh cáo anh rồi đấy nha. Anh bình tĩnh, để cho tôi giải thích đã. Còn em nữa, anh cũng không hiểu nổi sao lại thân mật với hắn ta như vậy được. Đi theo anh. Chuyện riêng của tôi liên quan gì đến anh? Đi theo anh. Bỏ tôi ra. Anh tránh xa cô ấy ra. Việc của cô ấy tôi tự khắc lo được. Anh bị điên à? Bỏ tôi ra. Anh không thể chấp nhận được khi mà em như thế này. Đi theo anh, đi. Người ta hay nói rằng đừng yêu ai quá nhiều, giữ trong tim cố kìm nén để khi chia tay sẽ bớt đau, cố nuốt nước mắt để thấy mình không yếu đuối, cứ phải tỏ ra mạnh mẽ hơn. Em như sương mai long lanh giữa ngàn nắng ấm, gầy mòn đôi vai anh không giữ nổi em. Giá như ngày em bước đến, giả vờ quay đi, để không lạc vào ánh mắt, lạc vào cõi mơ ngẩn ngơ bao phút giây đầu, như đã bao lâu dường như. Bộ phim do Viettel Media sản xuất.